Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều học sinh Việt Nam, trong đó có học sinh tại thành phố Đà Nẵng vẫn chưa thể đến trường. Ngành giáo dục thành phố đã có sự chuẩn bị, đưa ra nhiều phương án cho một năm học mới với những thử thách không nhỏ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là năm học tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Từ đầu năm 2021, ngành đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất, ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi một ngày, xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 2, lớp 6. Thì nhà trường được sửa chữa đầu tư cất học mục lớn trong hè chuẩn bị cho năm học mới. Thì bên cạnh đầu tư của quận thì nhà trường cũng tự chủ nguồn kinh phí mua sắm thêm một số cơ sở vật chất để đảm bảo chuẩn bị cho năm học mới. Không để dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng triển khai chương trình. Trong hè 2021, ngành giáo dục thành phố đã đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo thực hiện các nội dung, quy định chuyên môn. Đặc biệt, chú trọng triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho lớp 6 theo đúng quy định. Thì nhà trường cũng rất là hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất, về mạng để mà giáo viên có thể tiếp cận với cái chương trình tập huấn từ Bộ Giáo dục. Để chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến ngay sau khai giảng, các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch triển khai phương án tổ chức dạy học, tập huấn sử dụng phần mềm cho giáo viên. Quan điểm của ngành giáo dục thành phố là dạy học trực tuyến là một hình thức hỗ trợ, chứ không phải là hình thức chủ đạo. 2 tuần đầu tiên là 2 tuần các trường dạy học trực tuyến để giúp cho tất cả các em học sinh ôn tập lại những kiến thức. Sau 2 tuần, nếu như mà các em chưa được đến trường, thì các em sẽ được các thầy cô hướng dẫn các nội dung chương trình mới. Đối với những học sinh chưa có điều kiện hoặc khó khăn hơn, thì ngành cũng đã làm việc với các đơn vị trường học là sau khi các em học sinh đi học lại, rà soát cụ thể để có thể hỗ trợ cho các em về mặt kiến thức để đảm bảo là không có một sự vênh lệch giữa kiến thức cơ bản đối với tất cả các em học sinh. Trước khi dịch bệnh được kiểm soát, để học sinh có thể tới trường, bên cạnh sự nỗ lực từ ngành giáo dục thành phố, cũng cần sự đồng hành, chia sẻ của phụ huynh, nhất là phụ huynh của học sinh bậc học nhỏ, trong giai đoạn học sinh học trực tuyến, để cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn, góp phần hoàn thành mục tiêu năm học 2021-2022.